Hello chào mọi người. Ok, để mình cái tóm tắt lại những cái bài học mấy ngày hôm trước à. Vậy là mình chơi chứng khoán về tất cả thị trường nào mình cũng có thể kiếm được tiền hết, thì tiền lên thì tiền xuống. Nếu mà mình trader thì tiền giá càng biến động thì mình càng kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không ạ? Chỉ có cái quan trọng là làm sao xác định cái chiều hướng của cái stock đó thôi. Về cái câu hỏi đặt ra là mình làm sao mình kiếm được stock để mình chơi, và những nhà đầu tư stock họ là dùng cách nào để mà chọn chứng khoán. Có hai cách. Cách thứ nhất á, tiếng Anh gọi là fundamental analysis hoặc là technical analysis. Ok, trong cái video sau đây á, và mời mọi người theo dõi chi tiết về cách mà mình tìm ra cái chứng khoán để mình play. Ok. Phân tích cơ bản hay là fundamental analysis đó là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà tìm ra một chứng khoán để mình đầu tư lâu dài. Phân tích cơ bản bao gồm các dòng tiền, tiềm năng tăng trưởng, bảng cân đối kế toán cũng như các tỷ lệ tài chánh. Vậy nó hoạt động như thế nào? Phân tích cơ bản nhằm xác định xem bạn nên mua hay bán tài sản bằng cách mình xem các dữ liệu công khai. Các nhà phân tích cơ bản có thể xác định các tín hiệu mua và bán. Mình làm sao mình biết xác định cái phân tích cơ bản? Cái phân tích cơ bản này có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư, làm quen với các tỷ lệ phổ biến để sử dụng khi đánh giá một khoản đầu tư. Phân tích cơ bản có được sử dụng để xác định giá trị tiềm năng của một công ty bằng cách xem xét cái thu nhập của nó, doanh thu, dòng tiền, các dữ liệu liên quan khác có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty đó. Phân tích này có thể giúp bạn quyết định xem công ty này có thể là một khoản đầu tư tiềm năng hay không. Fundamental analysis includes cash flows, growth potential, and balance sheets, as well as financial ratios. Understanding fundamental analysis, how does it work? Fundamental analysis aims to determine if you should buy or sell an asset by looking at public data. Fundamental analysts can identify buy and sell signals, know how to define fundamental analysis, understand how fundamental analysis can help you make investment decisions. Be familiar with common ratios to use when evaluating an investment. Fundamental analysis can be used to determine a company's potential value by looking at its earnings, revenue, cash flow, and other relevant data that could influence its stock price. This analysis could help you decide whether a company may be a potential investment. Ok, như vậy là mình biết là phân tích cơ bản là một cái phương pháp phân tích cơ hội đầu tư dựa trên các yếu tố về kinh tế và tài chính. Các điểm và yếu tố dữ liệu này sẽ giúp bạn hiểu hiểu rõ về một công ty. Về phương pháp này khác với về phân tích kỹ thuật, chủ yếu nó liên quan đến việc tìm kiếm cái xu hướng qua cái lịch sử và qua cái số lượng volume khối lượng của một cổ phiếu để xác định cái biến động giá trong trong những ngày tới. Về những câu hỏi đặt ra khi những cái thông tin nào cụ thể của phân tích cơ bản mà tìm hiểu, ví dụ như là giá trị của một công ty là bao nhiêu, ai đang mua và ai đang bán cổ phiếu, khi nào thì một cổ phiếu sẽ giao dịch tiếp theo, và có những cái lý do gì sẽ gây cho giá trị nó cái cổ phiếu nó biến động. Và ở mức độ cao nhất á, thì cổ phiếu nhận được giá trị của chúng từ cái mức lợi nhuận mà mọi người mong đợi chúng sẽ như thế nào trong những ngày tới. Để đánh giá khả năng sinh lời, tiềm năng tương lai của công ty thì bạn phải hiểu nó đã sinh lời như thế nào trong những ngày trong quá khứ. Fundamental analysis is the method of analyzing an investment opportunity based on economic and financial factors. These data points and factors can help you better understand a company. This method differs from technical analysis, which primarily involves looking for trends through a stock's historical price and volume to identify potential future price movement. How much is a company worth? Who is buying and selling a stock?
When is a stock going to trade next? What's the reason for today's price movement? Look at the profitability of a company. At the highest level, stocks get their value from how profitable people expect them to be in the future. But in order to gauge a company's potential future profitability, you have to understand how profitable they have been in the past and how profitable they are today. Ok, để mình chọn mua cái cổ phiếu để mà mình đầu tư thì mình phải nhìn vào cái lợi nhuận của công ty đó, phải không? Mình mong đợi cái từ từng lời đó trong những ngày năm vừa qua, và cái lợi nhuận đó mình có ước định nó sẽ lợi nhuận bao nhiêu trong trong tương lai. Làm sao mình nhìn kiếm được cái lợi nhuận đó, mình biết được cái điều đó qua qua nhiều cái báo cáo tài chính của công ty và qua cái những cái nguồn tin khác nhau, cho nên mình phải chọn lựa rất nhiều cái nguồn tin để mình cân nhắc về cái điều đó, và mình có thể tìm hiểu trên cái thu nhập trên mỗi cổ phiếu với là cái giá của cái thu nhập và cái lợi nhuận trên cái vốn sở hữu của cái cổ phiếu đó. Let's look at a few common ratios. There are a number of different data points that you can look at when evaluating an investment. This information can come from a variety of sources, which may include, but is not limited to, anything on a company's financial statements, company news, or model projections. We'll dig deeper into earnings per share, price to earnings, return on equity. Nếu mấy bạn hay đu cái fundamental analysis bằng tiếng Anh á, thì mình hay thấy những cái trong mấy từ report hay có mấy cái từ như là EPS là earning per share, tiếng Việt mình dịch là thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là cái phần lợi nhuận của công ty đó đối với mỗi cổ phiếu do các cổ đông phổ thông nắm giữ. Những điều đó, điều này có thể giúp cho các bạn biết được một công ty nó lợi nhuận như thế nào. Vậy mình dùng cái thông tin EPS để làm gì? Thu nhập trong mỗi cổ phiếu là một trong những điểm dữ liệu được tham chiếu phổ biến nhất trong các công ty cung cấp. Earning per share, thu nhập của một công ty đặc biệt hữu ích khi mà mình so sánh nó với các quý trước và ước tính với các quý trước đó của trong năm. Các nhà phân tích ấy, như chúng ta, mình nhìn vào cái earning per share đó để mình phân tích được cái phản ứng của các nhà đầu tư đối với công ty như thế nào và định giá được cái giá đầu tư như thế nào trong tương lai. Nếu một công ty mà vượt qua mức ước tính của Wall Street ấy, đó là cái dấu hiệu tốt, cái giá stock sẽ tăng lên. Nhưng mà nếu mà miss cái estimate á, nếu mà không bỏ lỡ được cái income đó thì cái giá của chứng khoán chắc sẽ giảm. Earnings per share is the portion of a company's profit for each share held by common stockholders. It can help tell you how profitable a company is. Using earnings per share. Earnings per share is one of the most commonly referenced data points that companies provide. A company's earnings per share can be especially useful when comparing it to prior quarters and analysts' estimates. Analysts will attempt to predict a company's earnings per share prior to the quarterly filing. How this expectation matches up with reality can give a hint to what investor reaction will be. If a company exceeds the Wall Street estimate, that's generally a good sign going forward. Missing the estimate can lead to negative sentiment and a drop in price. Ok, nói tóm lại là để mà đầu tư dài hạn cho một công ty á, thì những điều cơ bản thì mình phải biết về một công ty đó, và tiếng Anh gọi là mình phải hiểu cái fundamental analysis về công ty đó. Thì giả sử một đại loại một vài công ty như là công ty nó hoạt động bao nhiêu năm, có bao nhiêu nhân viên, rồi cái giám đốc CEO của công ty đó có điều hành công ty có giỏi không, có cái nhìn về tương lai không, rồi trong cái năm này lời bao nhiêu, rồi năm tới sẽ lời được bao nhiêu, rồi trong năm 10 năm tới mục tiêu của công ty đặt ra như thế nào, các mặt hàng của công ty đó có bán chạy ngoài thị trường hay không, và tiềm năng của mặt hàng nó có lâu về dài hay không,
vân vân và vân vân cái vào trước mắt mình phải đọc hiểu cái report của công ty đó. Rồi đó là cái về việc đầu tư dài hạn. Tôi trong cái bài video này thì có hai cách, một cái cách để kiếm lời dài hạn á, là fundamental analysis, mà cái ngắn hạn á, là mình phải biết về technical analysis. Technical sao là mình chọn cái thời điểm mua và bán trong thời gian rất là ngắn hạn, nhưng mà tại vì công ty với cái video này hơi bị dài cho nên hôm nay mình ngắt lại chỉ nói về cái fundamental analysis trong cái video này thôi. Còn technical analysis đó, phân tích về kỹ thuật đó, thì mình sẽ cho tới cái video kế tiếp nha. Mình chào tạm biệt tất cả mọi người ha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.